Xin chào các bạn, mình là Tuấn đây. Và đây sẽ là cái kênh mà mình review về nước hoa trong tương lai. Mong là mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ. Và cái video đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái nhà hương có thể coi là nổi tiếng nhất nhì trong giới nước hoa cao cấp, không ai khác chính là Le Labo. Bạn đã công nhận với mình rằng là Le Labo thậm chí còn nổi tiếng hơn cả những hãng nước hoa designer khác. Thì lý do là gì? Đây, đây và đây. Vâng, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều những khoảng giá khác nhau, rất nhiều những mẫu mã khác nhau, nhưng về cơ bản thì đều có một điểm chung là hàng fake. Với cái kinh nghiệm của mình ý, thì trong nước hoa thì nếu như bạn may mắn thì bạn sẽ chỉ sở hữu một chai rẻ hơn 500 đến 1 triệu thôi. Còn khi một sản phẩm mà có mức giá là 5 đến 6 triệu mà họ chỉ bán dưới 1 triệu thì chắc chắn đấy là hàng fake. Hiện tại ở đây thì mình có 5 chai nổi tiếng nhất của hãng. Chính xác hơn thì 5 chai được seller Việt Nam bán nhiều nhất tại Việt Nam. Và một chai thuộc dòng City Exclusive Gaiac 10. Ở đây mình có A13 này, B22 này, T29, R31 và S33. Thì đầu tiên là về A13. A13 có thể được coi là chai nước hoa mang nhiều thị phi nhất tại Việt Nam. 10 người xịt thì có đâu đó sẽ khoảng 2 đến 3 người sẽ không ngửi thấy mùi gì cả và cho rằng nó là nước hoa fake. Thì mình không nghĩ rằng đây không phải là vấn đề tâm linh hay là một cái gì đấy cả. Mình nghĩ nó chỉ là cách xịt thôi. Và nếu như mà bạn muốn biết về cách xịt cũng như cách bảo quản nước hoa đúng thì bạn có thể xem ở trên cái góc trái màn hình. Ok, thì A13 có mùi gì? Rất là trừu tượng, mùi xạ hương và long diên hương. Thì thực ra là mình và bạn cũng chưa ngửi cái mùi đấy bao giờ, nhưng mà mình sẽ việt sắp cho bạn theo cái hướng mà dễ hiểu nhất. Mình thì mình thấy ở trong con A13 này nhiều long diên hương hơn. Long diên hương thì nó là, mình cũng chưa rõ là chất thải hay nó là sỏi của con cá nhà táng cả. Nhưng mà vì nó ở ngoài biển nên là mùi của long diên hương sẽ hơi mặn mặn một chút. Và sao nhỉ, nó có cái độ ấm của cơ thể người ấy. Nó khi mà giống kiểu như là bạn chuẩn bị ra mồ hôi ấy, cái độ ngực ngực trong cơ thể rất giống cái đấy, nhưng mà nó lại không hôi, mà cái mùi của long diên hương nó lại hơi ngậy ngậy và rất là trong. Nó giống kiểu như là da mình vừa tắm xong vậy đấy. Và những cái mùi hương như vậy nó mang cái tính quyến rũ rất là nguyên thủy, nó mang cái sự bí ẩn và cái sự hấp dẫn phải nói là cực kỳ lôi cuốn người khác giới. Ok, về cái chai thứ hai nổi tiếng đi, là con F33. Con này mình thấy mùi gỗ cực kỳ mạnh luôn, nhưng mà vẫn có những người bảo là không có mùi gỗ mà là mùi cồn. Thì bạn có thể xem lại về cách xịt và sử dụng nước hoa cho đúng. Trong 6 chai thì có thể nói là F33 là cái chai mà bạn sẽ dễ hình dung nhất ngoài đời. Nhà bạn mà có một cái xưởng gỗ nào đấy chẳng hạn, bạn chỉ cần đi ra đấy và bạn ngửi cái mùi của cái xưởng gỗ đấy, cái mùi mà người ta cưa cái mùn cưa khô ra ấy, thì cái mùi mùn cưa khô đó như nào thì S33 đúng như vậy. Rất khô, rất mạnh. Và mình nghĩ là S33 sẽ phù hợp với những ai cá tính và chắc chắn là không được dùng vào mùa hè. Đây. Ok, đến con nổi tiếng thứ 3 là Row 31. Thực ra thì Row 31 còn nổi tiếng trước cả A13 và F33 cơ. Được những người nổi tiếng tại Việt Nam như là Lệ Quyên hay là Kỳ Duyên dùng sử dụng và đã thành một trào lưu Le Labo ngày đấy. Thì Row 31 có mùi gì? Chuẩn xác thì là hồng khô và hồng khói, hồng gỗ, sao cũng được. Nhưng mà Row 31 không phải hồng tươi nhá. Nó sẽ phù hợp với cái sự cá tính một chút và theo xuyên hướng sang trọng. Bởi vì là mình thấy là cái mùi của Row 31 ấy, nó sẽ có hơi một chút hơi cay cay hăng ở trong, đến từ hạt tiêu và một chút khói đến từ cỏ bài. Nên là nó sẽ không phù hợp với cả bạn nào mà nữ tính hay là kiểu nhẹ nhẹ, lành lành ấy. Thì phù hợp với những cái bạn mà cá tính nhiều hơn một chút. Ok, tiếp theo sẽ là một em duy nhất trong 6 em dùng được cho mùa hè. Đấy là Bergamot 22. Con này thì cũng khá là nổi rồi. Có mùi cam, bưởi và một chút khói quả bài. Cái bưởi này là bưởi chùm các bạn nhé, không phải là bưởi của Việt Nam mình đâu. Bưởi chùm là một cái loại bưởi mà nó lai với cam, nên nó sẽ mang sắc thái đắng và chua nhiều hơn một chút so với cái bưởi bình thường. Bình thường ấy là với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì trong các cái dòng nước hoa cam chanh thì nó sẽ mang cái hơi hướng hiện đại và năng động trẻ trung. Nhưng mà đặc biệt do kết hợp thêm cái nốt mùi khói từ cỏ bài nên Bergamot 22 lại mang một cái sắc thái vô cùng cổ điển và có một gì đấy hơi dây trô, rất là lạ. Nếu mà chưa thử thì bạn nên thử cái này trong mùa hè. Và cuối cùng trong bộ 5 chai nổi tiếng nhất
đấy là Dơ Loa 29. Thì con này mình dịch Google ra là trà đen, nhưng mà thực ra là trong cái nốt mùi thì không hề có một tí trà gì cả. Nốt mùi chính của nó là quả sung, không, chính xác hơn là quả vả. Bên nước ngoài thì họ chuộng cái quả vả hơn, to hơn sung và có vị ngọt hơn, thơm hơn nữa. Quả vả với cả một chút gỗ. Và ngày xưa mình làm ba ấy, thì mỗi lần mà đổ cái bã trà đi thì mình thấy là nó có cái độ ngậy khá là giống với cả cái vị ngậy của cái quả vả trong con Dơ 29 này. Thì có thể đó là một cái lý do tại sao mà nó có tên là trà đen. Cũng là một em mình thấy cũng khá là dễ dùng. Rất là dễ dùng thôi, không có gì là khó dùng cả. Mùi thơm, hơi có một tí hơi như hương rượu ấy, rượu lên men ấy. Ok, và cuối cùng là anh bạn đắt đỏ nhất hãng Gagac 10. Nhìn tem thì có vẻ hơi sida đấy nhá, nhưng mà đây là hàng real. Khi nào mà bạn thấy Le Labo mà nó có cái siêu ly lông ở ngoài ấy, đấy mới là thứ đáng sợ. Chứ còn hãng họ sẽ có, khi mà họ chưa dán cái tem giấy, họ sẽ có cái tem này để cho mình tự dán, hoặc là không cần cũng chẳng sao cả. Nhưng mà đây không phải là fake đâu nha. Em Gagac 10 này thì mình hay nói vui là nó là cái sự kết hợp của A13 và S33 lại. Khi mà nó vừa có gỗ ở trong và nó lại vừa có xạ ở trong, nó tạo ra một cái tông mùi ấm và cũng theo cái hướng quyến rũ khá là nhẹ nhàng. Thì cái bản này thì hiện tại mình chỉ có một chút để cho khách hàng đến thử thôi. Cái hàng City Exclusive nó sẽ chỉ bán hàng năm vào tháng 9 hàng năm thôi, mở bán duy nhất trong vòng 1 tháng. Đến lúc đó thì mình sẽ nhập hàng về sau. Ok, đấy là cơ bản về 5 mùi hương nổi tiếng nhất của Le Labo và một em đến từ dòng City Exclusive. Mong là bạn sẽ thích video này, và nếu như mà quan tâm thì hãy dành cho mình một subscribe để mình có động lực làm tiếp những cái video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.